Việc uống thuốc tránh thai nhưng kết quả là vẫn có bầu có rất nhiều nguyên nhân và tình trạng này cũng không phải hiếm gặp. Chính vì vậy, rất nhiều chị em lo lắng vì uống thuốc tránh thai mà vẫn cấn bầu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và gây dị tật thai nhi. Hãy cùng tìm hiểu ngay những thông tin sau để giải đáp thắc mắc nhé! 1. Uống thuốc tránh thai vẫn có thai có ảnh hưởng gì không? Thực tế, chưa có bằng chứng nào chứng minh được uống thuốc tránh thai hàng ngày có thể gây dị tật cho thai nhi. Do đó, chị em có thể yên tâm dưỡng thai khi uống thuốc tránh thai mà vẫn mang bầu. Trường hợp chị em đang mang thai với tình trạng ổn định, không có dấu hiệu bất thường thì có thể giữ thai. Lúc này, chị em cần ngưng ngay việc uống thuốc tránh thai và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc theo đúng hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa. Đặc biệt, có một số chị em phụ nữ quan hệ đúng ngày chứng dụng mà quên uống thuốc tránh thai hàng ngày và uống luôn thuốc tránh thai khẩn cấp. Trường hợp này còn phụ thuộc vào loại thuốc mà bạn uống. Nếu uống thuốc tránh thai khẩn cấp loại chứa Lenovo Zchen mà vẫn mang thai thì vẫn an toàn cho thai nhi. Uống thuốc tránh thai khẩn cấp loại chứa Mifepristone có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi. Bạn cần đi khám ngay để được bác sĩ kiểm tra và tư vấn thêm. 2. Mẹ bầu cần làm gì khi gặp tình trạng trên? Ngay khi phát hiện uống thuốc tránh thai vẫn mang thai, bạn hãy ngừng uống ngay lập tức và đi khám thai tại phòng khám hay bệnh viện phụ sản để được theo dõi. Đặc biệt, trong 3 tháng thai kỳ đầu tiên là thời điểm rất nhạy cảm, chị em nên cần lưu ý. Cần nhận biết các dấu hiệu mang thai càng sớm càng tốt. Khám thai lần đầu đúng thời gian quy định, tránh khám quá sớm hay quá muộn, không thể xử lý kịp những ảnh hưởng của thuốc tới thai nhi. Cần khám sàng lọc tuần thứ 12 để sớm phát hiện dị tật thai nhi và có những can thiệp kịp thời. Chú ý phân biệt chảy máu âm đạo thông thường và bệnh lý để có phương án xử lý tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Mẹ cần thực hiện sàng lọc bệnh lý tuyến giáp trong 3 tháng đầu thai kỳ, tránh những biến chứng có thể xảy ra trước và trong khi sinh. Như vậy, việc uống thuốc tránh thai mà chị em vẫn có thai có ảnh hưởng không còn phụ thuộc vào loại thuốc tránh thai mà chị em đã uống. Cách tốt nhất đảm bảo an toàn cho thai nhi và sức khỏe của mẹ thì nên đi khám ngay sau khi phát hiện có dấu hiệu mang thai. Bên cạnh đó, các mẹ cũng nên lưu ý các nguyên nhân có thể dẫn đến việc sử dụng thuốc tránh thai không hiệu quả. Vì dù sao, việc mang thai có kế hoạch và khi bạn đã sẵn sàng vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều cho bạn và cả em bé. Hy vọng các bạn đã có được những thông tin hữu ích. Hẹn gặp lại ở những thông tin khác nhé!